quý vị, hiện nay thì bưởi đang vào vụ và có lẽ là những cái tên như là bưởi diễn, bưởi phúc trạch, bưởi năm roi hay là bưởi da xanh đã quá quen thuộc đối với quý vị phải không ạ? Thế nhưng mà ngày hôm nay hãy cùng với chương trình của chúng tôi đến với thị xã Thái Hòa, Nghệ An để tìm hiểu một giống bưởi vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận, đó chính là bưởi Hồng Quang Tiến. Đến với vườn bưởi Hồng Quang Tiến, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy lạ bởi tất cả bưởi đều được bọc kín. Và đó chính là những loại túi bọc chuyên dụng với giá thành khá cao. Những chiếc túi này nhằm đảm bảo tối ưu cho quả bưởi, giúp tránh ruồi vàng đục quả và hạn chế tối đa việc phun thuốc trừ sâu. Từ 40 ngày trở đi, mình bọc bao là thôi, cho đến khi mình thu hoạch là mở bao ra, cắt quả, chứ không phải phun một loại thuốc gì nữa hết. Chi phí cũng khá cao nhưng mình vẫn đầu tư, là bởi vì có đầu tư thì mình mới có cái nguồn thu hoạch, mà có đầu tư thì mình mới đưa được cái bưởi mình đi ra thị trường bán cao bán xa hơn đối với người tiêu dùng. Và không phụ công của những người dân nơi đây, bưởi Hồng Quang Tiến đang ngày càng tiếp cận được nhiều hơn với người tiêu dùng, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cũng nhờ quyết tâm thay đổi làm nông nghiệp sạch, những hộ như gia đình ông Phú đã có thêm nhiều niềm vui từ loại cây trồng này. Hiện nay là cái giống bưởi Hồng này là được nhân rộng và được người tiêu dùng là cũng đã công nhận chất lượng. Cho nên là cái đời sống nhân dân ở cái phường xã này nó lên hẳn. Nói chung là cũng rất nhiều nhà tầng mọc lên. Và sắp tới đây là nhà bác là cũng có thể là mua được cái xe ô tô. Và rất phấn khởi. Hiện nay năng suất của loại cây ăn quả này đạt 25 đến 30 tấn trên mỗi hecta, với giá bán tại vườn chỉ dao động từ 25 đến 30 ngàn 1 kg. Giá bưởi Hồng Quang Tiến là thấp hơn và chất lượng thì tương đương, và cái việc mà giá bán thấp hơn thì tôi thiết nghĩ là một trong những cái cây trồng mà sẽ cạnh tranh được với các cái sản phẩm khác trên sản phẩm bưởi khác trên thị trường. Việc phát triển và nhân rộng cái mô hình này là cực kỳ cần thiết cho bà con nông dân. Quý vị liệu có thắc mắc không ạ, khi những quả bưởi như thế này lại có những dòng tên? Thực ra thì đây là tên của những hộ sản xuất của Hợp tác xã Nông nghiệp sạch bưởi Hồng Quang Tiến. Tại sao họ lại phải đề tên như thế này trên mỗi quả bưởi? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Để đảm bảo chất lượng, những quả bưởi sẽ được chọn bất kỳ tại các vườn của mỗi hộ sản xuất và được kiểm nghiệm trước khi xuất bán. Các chuyên gia của dự án JICA hỗ trợ quy hoạch phát triển nông nghiệp sẽ thực hiện nhiều bài kiểm tra, từ mẫu mã cho đến chất lượng. Bưởi đạt chuẩn chỉ được dao động từ 1,2 đến 1,8 kg mỗi quả. Đặc biệt, sẽ phải kiểm tra độ bris của quả bưởi, chính là độ ngọt của quả bưởi. Bên dự án đã phải kiểm tra cái độ bris để xác định cái độ ngọt và độ chín của bưởi. Nếu như đó đã đạt chuẩn độ bris là 11 thì bắt đầu mới xuất bán sản phẩm. Còn độ bris nếu chưa đạt chuẩn thì chưa được phép bán sản phẩm. Những lô bưởi đạt chuẩn sẽ được dán tem sản phẩm. Cùng với đó, việc tích cực liên kết với các kênh phân phối như cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị đang góp phần giúp cho một thương hiệu bưởi mới là bưởi Hồng Quang Tiến dần đến gần hơn với người tiêu dùng.